Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp tục chương trình sáng hôm nay, mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng khu Hòa Bình, kế bên chợ cũ, chợ mới, khu chợ Đà Lạt này. Và trước mặt ta đó là con đường Nguyễn Chí Thanh đi thẳng ra cái bùng binh Lê Đại Hành, cái chỗ đầu đường đi vô chợ Đà Lạt. Cái dốc này rất là cao ha. Bây giờ là 5:30 sáng ngày 6 tháng 8 năm 2022. Buổi sáng ta nghe chim hót líu lo ha. Ở bên này là khung cảnh chợ. Bầu trời cũng sáng dần rồi. Rồi chúng ta sẽ đi dạo một vòng xem Đà Lạt buổi sáng cũng như hít thở không khí của Đà Lạt trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng cuối tuần. Buổi sáng thì chúng ta thấy vắng vẻ ha, ở khu Hòa Bình này. Ở đây thì em không có rành đường cho lắm. Hôm nay thì mình sẽ đi dạo một vòng dựa theo cái định vị trên bản đồ. Cứ đi lòng vòng thôi. Ở khu Hòa Bình này. Đó, ta nhìn xuống đây là khu chợ Đà Lạt này. Cảnh chợ Đà Lạt nhìn ở trên nhìn xuống thì nó không có được gọn gàng cho lắm, chắc có lẽ là do bán sỉ quá trời đồ. Không biết trong ký ức của cô chú anh chị khu Đà Lạt, chợ Đà Lạt nó như thế nào. Bên đây là Đà Lạt thành phố Festival Hoa, hay là các gian hàng bán gì mà giờ này chưa thấy mở cửa ta. Đó, thẳng hướng này là ra chỗ khu chợ đồ cũ nè. Đó, chúng ta đi dạo một vòng ở đây ha, khu Hòa Bình. Buổi sáng xe cộ ít, dòng người đi qua đi lại cũng ít, từ ở chợ thôi, chợ mới đông thôi. Chợ về đêm thì rất là đông luôn. Mình đi lòng vòng ở khu này coi ở đây có gì đặc biệt không. Hầu như khu này không thấy quán cà phê gì buổi sáng. Đường Trương Công Định. Đây là đường Trương Công Định, khu Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt. Bên đây giống như là cái kiosk của chợ vậy đó. Buổi sáng cũng thấy người Đà Lạt đi tập thể dục, đi bộ, chạy bộ. Chúng ta đi qua đây thử ha. Rồi hồi nó mới đi vòng trở lại, đi lòng vòng theo dòng người, giống như tưởng tượng mình là người Đà Lạt. Đây là đường 3 tháng 2. Mặc dù ở Đà Lạt thì cũng lạnh, nhưng mà cái lạnh của nó còn chịu đựng được, không đến nỗi phải lạnh buốt. Do mùa này thì không phải là mùa lạnh lắm ha. Nhưng mà trong khi các tỉnh khác thì nóng cực độ. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mình đi xuống đây họ có đường vòng trở lên lại không? Dạ không chứ. Như đi hướng này là rẽ trái luôn. Ồ, đây có bánh mì Liên Hoa lớn dữ ha. À, Liên Hoa ở Sài Gòn thì có Liên Thái. Nhìn cái hình ảnh này nhớ lúc dịch á, lúc dịch ở Sài Gòn. Ồ, đây có cái gì mà cao dữ vậy? Cái băng chuyền đi đâu người ta? Ồ, vô cái hẻm. Có nghĩa là người ta xây nhà đó. Xây nhà do cái lối đi nó hơi nhỏ nên người ta xài cái băng chuyền. Để vận chuyển vật tư. Đó, hầu như đi thẳng này là đi xa, không có vòng khu Hòa Bình. Mà chắc em quay trở lại quá. Để em coi bản đồ. Đi thẳng này tới Phan Đình Phùng lận. Khu đập Hòa Bình thôi, mình quay trở lại đi ha. Hướng bên đây. Ở đây cũng có rất nhiều khách sạn. Khách sạn Hoa Tulip. Gần đây không có bánh mì cối xe gió. Ở Đà Lạt thì đi hoài không có đổ mồ hôi. Do là mình ở xứ nóng quen ấy. Tới đây lúc nào cũng thấy mát. Chắc hoạt động dữ lắm mới đổ mồ hôi nổi. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. À, chúng ta quay trở lại khu Hòa Bình nha. Qua Trương Công Định thử. À, có nhiều người ta tới Đà Lạt sớm á, người ta chưa có nhận khách sạn á. Người ta đi lòng vòng, người ta ngồi lòng vòng. Đây những ngôi nhà xưa, thời Pháp thuộc luôn á. Nhiều phố cổ rồi đó. Bánh ướt lòng gà à. Ở đây có khu Quan Sáng, hồi chắc dẫn Nị với Đồng qua đây ăn ha. À, ngay góc Tăng Bạt Hổ nè. là Trương Công Định nè, bánh nước lòng gà. Bánh nước lòng gà Phương Trang hoa sữa năm 1980. Ở bên này có hủ tiếu nữa nè. Phở Bắc. Đây có bánh căn, bánh mì, xíu mại chén. À, đây con đường này cũng đầy đủ ha, không thiếu gì hết. Nói chung ở Đà Lạt thì ăn ở đâu cũng được. Tới đây chủ yếu là hít thở không khí trong lành ở đây, tận hưởng cái mát lạnh ở đây. Ồ, đường này quá trời đồ ăn luôn nè. Ở khu Tăng Bạt Hổ. Bánh nước lòng gà đồ dưới đó kìa, hồ quá trời dưới luôn. Bánh căn, bánh nước lòng gà. À, tiệm này cũng lớn quá. Quay trở lại khu Hòa Bình tiếp. Xe lại đưa khách từ các tỉnh khác đến Đà Lạt đây, nhưng mà nhiều nhất là từ Sài Gòn. Đó, xe đoàn tham quan chạy mát. Lớn ha. Vừa có nhà xưa vừa có nhà mới. Số 3 khu Hòa Bình, đường Nguyễn Văn Trỗi. À, không biết anh chị và các bạn ngày xưa ở Đà Lạt có không biết khu này không? Có anh chị nào ở khu này không? Do là trời vẫn còn sớm nên thành ra các cửa hàng người ta đã đóng cửa, chưa có mở cửa. Cái đường tên Phan Bội Châu, nhớ bạn đồng nhỏ đọc tối hôm qua. Phản Bội Châu, Châu Phản Bội. Ồ, bên đây gì các bạn trẻ ngồi đông quá vậy. Phá lấu trăm. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. bánh bao đặc biệt, bánh bao đây. Chỗ người ta ngồi ăn sáng uống cà phê. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Có những người ta tới Đà Lạt sớm á. Bánh bao đây. Ta ngồi đây ta chờ. Bánh bao. Chờ tới giờ để nhận phòng. À, bây giờ ở Đà Lạt có xe buýt của Phương Trang nữa. Thời tiết này là mới ngồi ở những cái khu nhìn xuống đồi nó mới đã, ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, nhìn xuống đồi thông, nhìn ngắm bình minh. Còn khu này bán đồ ăn cũng quá trời nè. À, chúng ta đang đi trên con đường Phan Bội Châu. Có cái hẻm ở Đà Lạt, ít thấy ngõ hẻm ha, hay là do không để ý. À, quán cà phê xưa. Rồi giờ này là giờ người ta chuẩn bị đi làm nè. Giờ là 6 giờ rồi. Rồi chút nữa mới nhìn thấy tốp người du lịch. Khách du lịch thường về trễ lắm, 7-8 giờ. Khu đồ cũ. Đồ cũ như đóng cửa hay là chưa mở cửa ta. À, người Đà Lạt thường dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc, như là các hàng quán thì dậy sớm chuẩn bị nấu nướng, còn các công ty thì chuẩn bị đưa đón khách du lịch dậy sớm mà, còn du khách thì dậy trễ. Ở đây nhà xe Thành Bưởi. Này cái lối vào khu chợ mới, gửi xe khu chợ mới Đà Lạt này. À, rồi thôi chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hình ảnh lòng vòng ở khu Hòa Bình. Các anh chị hy vọng thông qua hình ảnh này, nếu ngày xưa chúng ta có ở Đà Lạt thì ngày hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại ha. À, rồi hồi nữa đợi bạn đồng nhỏ vậy rồi ta cùng đi ăn sáng, rồi mình sẽ đó là chia tay thành phố ngàn hoa này, thành phố mộng mơ, thành phố Đà Lạt. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.